Chiều hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng trọng thể lễ Đức Mẹ được hồn xác lên trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác của Đức Maria, là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mỗi một khi chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ về mẹ Maria là chúng ta mừng một đặc ân hoặc là một mầu nhiệm cụ thể. Chứ còn nếu mà mình không có để ý đó anh chị em, thường thường tôi thấy hồi xưa đến giờ từ bé tôi lớn lên, mỗi một khi mừng lễ gì, bất cứ lễ gì về mẹ Maria là cứ cái đằng Đức Xin Vân mà nói tới. Tôi cứ nghe ông cha xứ tôi ông giảng những Đức Xin Vân từ bé cho tới lớn, nói về Đức Mẹ là chỉ biết hai chữ Xin Vân thôi. Thứ không, khi mừng lễ về mẹ Maria đó, mỗi một lễ thì hôm nay đó, nhìn chúng ta mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là một đặc ân riêng, một cái gì đó nó rõ ràng, nó cụ thể, chứ không phải là mình mừng lễ Đức Mẹ là mình mừng lễ chung nha. Thành ra mỗi một cái dịp như vậy thì chúng ta mới có dịp mình cùng nhau mình tìm hiểu, mình suy niệm để mình học hỏi một cái điều cụ thể đó. Chẳng hạn như hôm nay là lễ Đức Mẹ được Chúa đưa về thiên đàng cả hồn lẫn xác. Đây là một đặc ân vô cùng cao trọng. Bởi vì trong lịch sử nhân loại của mình cho tới ngày hôm nay, anh chị em biết có mấy người được lên tới thiên đàng cả hồn lẫn xác? Hai người phải không? Đấy. Người thứ nhất là ai? Chúa Giêsu, đúng không? Chúa Giêsu lên trước. Rồi người thứ hai là ai? Mẹ Maria. Có biết người thứ ba không? Có ai biết thì cho tôi biết nha. Thế vì gì ai lên thiên đàng trước? Chúa Giêsu phải không? Vậy thì khi Chúa Giêsu trở về thiên đàng, tất nhiên Chúa nhập thể làm người rồi, bây giờ chịu chết, phục sinh xong, bây giờ Chúa thăng thiên phải không? Thì lúc Chúa thăng thiên có được ghi lại trong phúc âm không? Chúa có. Bây giờ Chúa thăng thiên trước mặt ai? Trước mặt các môn đệ. Cho nên phúc âm mới ghi là rõ ràng là trong đó mình có một cái bài hát nữa. Sao còn đứng nhìn ngẩn ngơ hỡi người Galilee đó, có biết không? Bởi vì Chúa lúc các môn đệ đang đứng ở trên đỉnh núi Galilee đó ngẩn ngơ như thế này thì Chúa làm sao? Chúa cất lên trước mắt các ông, thì các ông mới lấy cell phone ra mà chụp ngay cái bức hình này. Đấy. Cho nên cho tới ngày hôm nay mình mới có được bức hình Chúa thăng thiên đẹp vô cùng. Đấy là nhờ lúc đó có gì? Có iPhone. Đấy. Thế mà khi Đức Mẹ thăng thiên, Đức Mẹ được về thiên đàng đó, thì cái lúc đó không có ai chụp hình cả. Hồi xưa đến giờ có thấy hình Đức Mẹ lên trời bao giờ chưa? Mình giữ đạo bao nhiêu ngày có thấy cái hình đó chưa? Nhưng chưa có ai thấy, chỉ có ca đoàn nhìn thấy thôi. Tại sao? Tại vì hồi nãy đầu lễ hát cái bài gì? Nào là thiên thần cánh gì? Hay quay đó chứ, nhìn thấy thiên thần cánh trắng đưa Đức Mẹ lên trời nữa. Mà trong khi đó cả nhân loại này không ai nhìn thấy cả. Thế thì làm sao mà mình biết được là Đức Mẹ được lên thiên đàng cả hồn lẫn xác? Chúa Giêsu thì mình biết rõ quá là ghi trong phúc âm các môn đệ nhìn thấy. Còn phần của Đức Mẹ thì làm sao? Thấy chưa? Thì hôm nay là mình phải tìm hiểu cái phần này một chút, phải không? Vậy thì dựa vào đâu mà chúng ta biết được Đức Mẹ được lên thiên đàng cả hồn lẫn xác? Xin thưa, mỗi một cái tín điều gì của công giáo của mình á, mình dựa vào hai cái này anh chị em. Cái thứ nhất là mình dựa vào lý trí, tất nhiên cái trí khôn, cái sự hiểu biết của con người của mình, nhưng mình dựa vào lý trí để mà mình suy luận. Và thứ hai là mình dựa vào mạc khải. Mạc khải có nghĩa là mình dựa vào những gì mà Thiên Chúa đã tiết lộ cái đó cho mình. Nói theo từ ngữ bây giờ cho nó dễ hiểu. Bởi vì Chúa huyền nhiệm lắm, mình không có biết cái gì ở bên trong hết. Mình chỉ biết khi nào Chúa tiết lộ cái đó ra cho mình.
Ví dụ như bây giờ ở trên sân khấu khi người ta kéo màn lại thì mình có nhìn thấy gì không? Không thấy cái gì hết. Mình muốn nhìn thấy phía sau đó họ phải làm gì? Mở gì? Mở màn. Mình gọi là khai gì? Khai mạc. Khai mạc có nghĩa là mình mở cái màn ra. Mạc khải có nghĩa là Thiên Chúa vén cái bức màn bí mật đó ra để cho mình mới nhìn thấy được những sự huyền diệm ở phía sau đó. Vậy thì hôm nay trong bài đọc thứ nhất đó, mình mới vừa nghe đó, Thiên Chúa đã tiết lộ cái điều đó. Và anh chị em đoán thử coi, hồi nãy mình mới nghe cách đây có 5 phút rồi. Nếu ai nhớ được cho tôi đó, hồi nãy mình nghe từ trong cái quyển sách nào của Kinh Thánh thôi là hôm nay tôi về cũng hạnh phúc lắm rồi. Sách gì? Khải huyền. Đấy là nhờ đi lễ từ sáng giờ mới nhớ đó. Sách Khải huyền. Khải huyền có nghĩa là Thiên Chúa tiết lộ những cái điều huyền nhiệm ở đâu? Bí rồi. Ở trên thiên đàng. Ở trên thiên đàng. Bởi vì chưa có ai ở dưới trần thế này mà biết chuyện thiên đàng nó ra như thế nào hết. Không có. Thế mà có một người được Chúa ban cho đặc ân đó, khi còn sống đã nhìn thấy thiên đàng. Cái vị đó có mặt ở đây. Không phải tôi, đừng có nhìn tôi làm gì. Đấy. Trong 12 vị này, 12 tông đồ này, có một vị được Chúa ban cho cái đặc ân nhìn thấy thiên đàng trong khi mình vẫn còn sống. Cho nên Ngài mới viết lại những điều Ngài nhìn thấy ở trên thiên đàng đó, ở trong quyển sách gọi là sách Khải huyền. Đấng nào đây? Giỏi vậy. Đó là Thánh Gioan. Thánh Gioan nha. Thánh Gioan được Chúa ban cho một đặc ân là nhìn thấy thiên đàng khi mình còn sống. Thì Thánh Gioan ngày hôm nay ghi lại một đoạn ở trong đó cho chúng ta. Nếu mà chúng ta hồi đó giờ mình để ý, mình tìm hiểu đó, là mình thấy ngay việc mà Thiên Chúa cho mẹ Maria về thiên đàng cả hồn lẫn xác đó đã được mạc khải cho mình ở trong Kinh Thánh từ ngàn xưa lắm. Từ ngàn xưa lắm. Mình tìm hiểu một chút nha. Khi Thánh Gioan được Chúa cho nhìn thấy ở trên thiên đàng, anh chị em biết Ngài nhìn thấy cái gì không? Ngài nhìn thấy hòm bia Thiên Chúa ở trên đó. Hòm bia Thiên Chúa, anh chị em. Hòm bia Thiên Chúa là cái gì? Hòm bia là cái hòm nó đựng gì? Đựng bia. Cái này là mấy ông rành lắm. Đúng nha, cái hòm bia là cái hòm đựng bia. Nhưng mà cái bia này không phải bia Heineken đâu ạ. Bia này là bia đá. Bia đá. Nhưng ngày xưa khi Thiên Chúa lập giao ước với dân Chúa, giao ước đó được ghi lại ở trên đá. Nhưng khi Chúa ban cho con người lời của Chúa, giới luật của Chúa trong 10 điều răn đó, ông Mô-xê ghi lại ở đâu? Ở trên hai cái bia đá. Nhưng cái bia đó là bia đá đó. Thành ra cái bia này là bia của giao ước của lời Chúa. Cho nên người Do Thái nhìn thấy tấm bia này như họ nhìn thấy Thiên Chúa. Bởi vì lời Chúa là chính Chúa. Cho nên ngày xưa ông Mô-xê đó đem từ trên núi hai tấm bia xuống, ông mới lập một cái rương hay là một cái mình gọi là cái hòm đó, như là một cái thùng như thế này nè, nó vuông. Ông mới để cái bia giao ước vào trong cái hòm. Từ đó mới gọi là hòm bia của Thiên Chúa. Vì cái hòm đó chứa đựng Thiên Chúa ở trong đó. Rồi. Vậy thì bây giờ đó, khi mình là người Công giáo nè, mỗi khi mình lần chuỗi mân côi nè, mình đọc kinh cầu về Đức Mẹ nè, nhất là những anh chị em đi lễ thứ bảy đầu tháng ở đây đó nha, mỗi thứ bảy đầu tháng mình học một kinh cầu, một câu trong kinh cầu mà Đức Bà đó, thì trong đó có một câu mình nói Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa. Mình nói Đức Mẹ Maria là hòm bia của Thiên Chúa. Vậy thì tại sao Đức Mẹ là hòm bia của Thiên Chúa? Hồi nãy mình nói cái hòm đựng cái gì trong đó? Chúa. Vậy thì khi Thiên Chúa nhập thể làm người nó ở đâu? Ở trong lòng Mẹ Maria. Như vậy thì trong con người của Mẹ Maria có ai trong đó? Có Thiên Chúa nhập thể trong đó. Hình ảnh quá đẹp luôn. Vậy thì Mẹ Maria là hòm bia của Thiên Chúa.
Đấy, bây giờ mình hiểu cái đó rồi nha. Vậy thì bây giờ theo cái logic đó mình lên thiên đàng. Thế thì Thánh Gioan nhìn thấy hòm bia Thiên Chúa trên đó là nhìn thấy ai? Thấy mẹ Maria. Đó là cái điểm thứ nhất nha. Rồi thấy cái đó xong rồi quay ra xong thấy kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông. Có không? Có, cái bài hát đó là mình lấy từ trong sách Khải Huyền mình mới vừa nghe đó nha anh chị em. Sáng Chủ Nhật nào tôi cứ nhìn từ trong phòng nhìn ra ngoài Phật Kinh là tôi cũng hát cái bài đó. Kìa bà nào đang tiến lên. Nhưng mà không phải như rạng đông mặt mày đang hầm hầm. Đấy. Sáng Chủ Nhật nào cũng có hết. À. Thì Thánh Gioan nhìn thấy một người phụ nữ đó đang tiến lên với một cái hào quang vinh quang như vậy. Và người nữ đó đang gì? Đang mang mang thai. Ai là người mang thai? Mẹ Maria. Và sách Khải Huyền nói tiếp đó, người con này nè mà người nữ cứu mang đó là đấng cứu, cứu thế cai trị muôn dân. Mà những người tội lỗi ma quỷ nó muốn tiêu diệt. Sách Khải Huyền nói rất rõ, rất rõ trong đó. Cho nên khi chúng ta muốn tìm hiểu ý nghĩa đó, chúng ta thấy việc Đức Mẹ được Thiên Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác không phải là một điều mà sáng cha xứ thức dậy ông thấy hôm nay vui trong người là bảo là thôi thì cho Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Thưa, không phải. Đó là một điều đã được mạc khải cho chúng ta từ ở trong Kinh Thánh lắm. Và Chúa ban cho chúng ta có một cái lý trí, có cái sự khôn ngoan để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và cùng nhau suy luận. Cho nên chúng ta mới biết được rằng Đức Mẹ được Chúa ban cho một đặc ân cao trọng như vậy. Vậy thì đó là phần Đức Mẹ. Vậy còn mình, những người con cái của Chúa, con cái của Mẹ, thế thì mình có được về thiên đàng cả hồn lẫn xác không anh chị em? Nếu mà không được về thiên đàng cả hồn lẫn xác thì bây giờ mình có được về thiên đàng cả giường lẫn chiếu không? Xin thưa với anh chị em cái này nha. Đây là đặc ân mình cũng có nè. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ được về thiên đàng cả hồn lẫn xác. Ai trong chúng ta khi được thưởng phần thưởng của thiên đàng, linh hồn của chúng ta về thiên đàng trước. Tới cái ngày thân xác này sống lại, cái ngày phục sinh đó, xác hồn của chúng ta sẽ hiệp thông lại với nhau. Một con người hoàn toàn đó thì phải có hồn và có xác. Cho nên ngày sau hết đó, nhưng chúng ta sẽ được về thưởng thiên nhang với Chúa đó, cả hồn lẫn xác. Đấy. Thành ra mai mốt mà có về trên đó nó nhìn nhau để nhớ nhận ra nhau nhá. Chứ còn không có xác thì đâu có nhận ra nhau. Mà không có nói được cái tiếng nói thì nghe nó đâu có nhận ra nhau, phải không? À. Thế thì mai mốt về bên kia mà có nhận ra nhau thì nhớ là mình ở đâu tới. Giáo sư Thánh Giuse à. Đấy. Thì nhớ tìm cho nhau một cái chỗ gần gần một tí nha. À. Hôm sẵn đây tôi kể cho nghe cái chuyện có một anh nó hỏi tâm tôi về vấn đề giáo lý đó. Là thưa cha, con có nghe là nói là khi mình về thiên đàng cũng vậy cha. Cái phần thưởng là không phải ai cũng được như ai đâu. Nhưng nếu mà mình được phần thưởng nhiều nhiều tí đó, là cũng được gần gần Chúa. Nhưng còn mà không đó thì mà bở bở mà được vào thiên đàng thôi đó thì ngồi tuốt ngoài kia. Tôi bảo hay vậy. Tôi cứ tưởng là chỉ có mình ông Thánh Gioan là biết chuyện ở thiên đàng thôi, chứ còn không ngờ là cũng có thêm người biết chuyện thiên đàng nữa mà vẫn còn sống. Hay thật. Xin thưa, đó là những chuyện người ta tưởng tượng ra, nhưng chứ không có anh chị em. Khi mình về mình được hưởng nhan Thánh Chúa đó là một cái sự hạnh phúc không thể tưởng tượng được. Con người mình không thể tưởng tượng được. Mình chỉ biết một điều nè, lúc đó cái hạnh phúc đó trần thế này không có cái gì so sánh được. Không có cái gì so sánh được. Cho nên hàng năm đó, giáo hội muốn chúng ta mừng cái ngày lễ này nè, là để hướng lòng chúng ta về thiên đàng. Bởi vì phần thưởng sau này của chúng ta không phải ở trần thế này, mà ở thiên đàng. Không phải chỉ có linh hồn không, mà còn thể xác nữa. Cho nên ở trần thế này chúng ta phải chăm lo cho cả hồn lẫn xác, chăm lo đàng hoàng. Tại vì cái tội mà mình xúc phạm tới thân xác mình có tội không? Có chứ.
Nhưng mình xúc phạm tới thân xác người khác có tội không? Có chứ. Nhưng mình xúc phạm đến hồn người ta có tội không? Có chứ. Thế nên là con người mình có hồn có xác đầy đủ như vậy. Chúa thưởng cho mình, Chúa cũng thưởng cả hai. Và nhớ còn nếu như mình bị phạt thì sao? Thưởng bị phạt cả hai nha anh chị em. Đừng có coi thường cái đó nha. Nếu mà không về được thiên đàng mà ở dưới kia đó, nhưng thì cũng cả hồn lẫn xác, cả giường lẫn chiếu, không thiếu thứ gì hết. Cho nên bây giờ trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta phải hướng tâm hồn của mình lên thiên đàng. Đừng bao giờ mất định hướng. Cuộc sống này nó làm cho chúng ta dễ quên lắm. Anh chị em cứ thử nhìn lại một ngày 24 tiếng đồng hồ của mình đi. Mấy khi mình nghĩ tới thiên đàng? 24 tiếng đồng hồ thôi. Không bao giờ mình nghĩ tới thiên đàng. Có. Mình nghĩ ngay cái cuộc sống trần thế này thôi. Mà chúng ta biết cuộc sống trần thế này nó ngắn lắm, nó tạm bợ mà. Hôm nay mình có đây, ngày mai chưa chắc. Cuộc sống mình có đây hôm nay, ngày mai chưa chắc đâu. Thế nên làm sao mà mình không biết lo cho một cái cuộc sống mãi mãi vĩnh cửu hạnh phúc ở trên thiên đàng của mình. Nếu mình muốn đầu tư thì mình đầu tư vào chỗ nào nó chắc chắn chút anh chị em. Cái chỗ nào mà thị trường nó không có lên xuống. Thị trường ở dưới trần gian này tôi thấy nguy hiểm lắm. Mình có đầu tư thì đầu tư đâu? Về trên kia đi. Nhưng thì tôi bảo đảm với anh chị em đó, ở trên đó chứng khoán nó không bao giờ bị tụt giá bao giờ nha. Ở trên đó là cứ như thế mà nó gia tăng. Thế nên chúng ta đầu tư dài hạn trên thiên đàng, hướng cuộc sống của chúng ta tới đó, thì cuộc sống ở đời này mình hạnh phúc hơn, và chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi với Chúa, linh hồn ngay bây giờ và cả thân xác của chúng ta nữa, giống như mẹ Maria vậy. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.